Đã hơn một năm kể từ khi văn bản số 2526 của Ngân hàng Chính sách Xã hội về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay ưu đãi với lãi suất 4,8% một năm để thuê mua nhà ở xã hội chính thức có hiệu lực. Thế nhưng cho đến nay, người dân vẫn chưa thể tiếp cận được vốn vay tại ngân hàng này. Không thể tiếp cận gói vay ưu đãi 30.000 tỷ đồng, lại cố chờ đợi gói tín dụng với lãi suất 4,8% một năm khi vay mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, nên đến nay vợ chồng anh Nguyễn Văn Tứ vẫn chưa có nhà để ở. Cực chẳng đã, vợ chồng anh Tứ đã phải tìm hiểu hết dự án này đến dự án khác với kỳ vọng sẽ được hưởng chính sách ưu đãi khi mua nhà. Đối với một người đi mua nhà như mình thì hiện tại cũng khá là cần nhà. Vì thế nếu mà chờ đợi tiếp gói vay của nhà nước thì mình nghĩ là cũng rất là lâu. Chính vì thế là mình đã quyết định mua luôn bây giờ. Vợ chồng mình đều là công nhân viên chức cả. Mua được nhà phải chuẩn bị một cái nguồn kinh phí một chút thì sau đó hai vợ chồng mình mới chắc chắn là để quyết định là mua một cái nhà và tìm cái gói đầu tư và hỗ trợ tốt nhất. Hơn một năm qua, khi khách hàng vẫn trong tâm lý chờ đợi, thì giao dịch tại các dự án nhà ở xã hội gần như bị đóng băng, còn các doanh nghiệp vẫn phải tự xoay sở, tìm đủ cách để sớm đưa dự án về đích. Việc chờ đợi về cái gói vay mới của phía chính phủ là đang thật sự là rất là cấp thiết. Khách hàng khi mà không tiếp cận được gói vay thì cái việc mà khách hàng có thể sở hữu được những căn hộ ở đây thật sự là một cái rào cản rất lớn đối với cả chủ đầu tư cũng như là khách hàng trong thời điểm này. Khó khăn của Hải Phát cũng là khó khăn của các chủ đầu tư khác đang triển khai xây nhà ở xã hội. Trong khi các dự án nhà ở xã hội đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội vẫn đang chờ thu xếp nguồn vốn. Hiện nay, về nguồn vốn thật, thì các bộ ngành chức năng đang tích cực để bố trí và chúng tôi cũng hy vọng là cuối năm nay hoặc đầu năm sau bố trí được nguồn vốn, chúng tôi sẽ khởi động thực hiện cái chương trình cho vay nhà xã hội này. Theo công ty tư vấn bất động sản Saview Việt Nam, từ đầu năm đến nay toàn thị trường mới bán được 1/3 trong tổng số các căn hộ nhà ở xã hội mới đưa ra thị trường. Con số này chậm hơn rất nhiều so với khi còn gói tín dụng hỗ trợ 30.000 tỷ đồng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chừng nào Ngân hàng Chính sách Xã hội chưa bố trí đủ nguồn vốn cho chương trình cho vay mua nhà ở xã hội của chính phủ, thì chừng đó người dân vẫn chưa thể chạm tay tới ngôi nhà mơ ước. Còn doanh nghiệp thì vẫn phải oằn lưng, cõng gánh lãi suất thương mại để đảm bảo tiến độ dự án.